Vâng, thưa quý vị, Barbie, bộ phim điện ảnh Mỹ lấy cảm hứng từ búp bê nổi tiếng đã bị Hội đồng Thẩm định và Phân loại phim quốc gia quyết định cấm chiếu ở rạp Việt Nam do vi phạm hình ảnh đường lưỡi bò. Trước đó, bộ phim điện ảnh Barbie của đạo diễn Greta Gerwig dự kiến ra rạp vào ngày 21 tháng 7. Được biết, hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện nhiều lần trên phim. Cơ quan chức năng đã ra quyết định cấm chiếu bộ phim. Hiện tại, trên website của các hệ thống rạp lớn tại Việt Nam đều đã gỡ bỏ lịch chiếu bộ phim Hollywood này. Ngay khi thông tin được công bố, khán giả Việt Nam đều đồng tình với quyết định này. Bộ phim xoay quanh về cô nàng Barbie, lấy cảm hứng từ những cô búp bê Barbie do hãng Mattel phát triển và được coi là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong ngành công nghiệp búp bê. Trước đó đã từng có những bộ phim quốc tế bị cấm chiếu vì bản đồ có đường lưỡi bò như Uncharted, Thợ săn cổ vật, Everest, Người tuyết bé nhỏ. Như vậy, Barbie sẽ là bộ phim thứ ba bị cấm chiếu vì lý do xuất hiện hình ảnh vi phạm. Theo Hội Thiên văn Hà Nội HAS, ngoài siêu trăng, trong tháng 7 năm 2023 sẽ tiếp tục có những hiện tượng thiên văn kỳ thú như mưa sao băng. Cụ thể, theo dự báo, sự kiện trăng mới sẽ xuất hiện vào ngày 18 tháng 7. Theo đó, mặt trăng sẽ nằm cùng phía với trái đất so với mặt trời, nên chúng ta sẽ hoàn toàn không nhìn thấy được mặt trăng trên bầu trời đêm. Pha này sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 33 phút. HAS đánh giá đây là thời điểm lý tưởng để quan sát các thiên thể mờ khác như các thiên hà, cụm sao, bởi chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi mặt trăng. Trong tháng 7 năm 2023, cụ thể là vào ngày 29 và ngày 30 tháng 7, sẽ có hiện tượng mưa sao băng Delta Aquarius. Vâng, thưa quý vị, nghỉ hè thì luôn là một trong những dịp được mong chờ nhất trong năm với các bạn trẻ. Khi mà một năm học đã qua với bài vở, với các kỳ thi đã khép lại. Ở trong dịp này thì bên cạnh việc vui chơi, giải trí thì những hoạt động thể chất, tập luyện thể thao cũng là điều không thể thiếu. Và với các bậc phụ huynh, việc con em mình tham gia các hoạt động thể thao cũng là một lựa chọn được ủng hộ để giúp các bạn hạn chế được những thói quen không có lợi cho sức khỏe. Hãy cùng Hà Nội buổi sáng khởi đầu một ngày mới như vậy quý vị nhé! Đối với các em học sinh, mùa hè là khoảng thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Việc tham gia các hoạt động thể chất này giúp các em giải phóng năng lượng, cải thiện thể chất, cũng là dịp để giao lưu, gặp gỡ bạn bè, thư giãn, thả lỏng sau một năm học dài trên trường lớp. Em Nguyễn Phương Nga vốn là một cô bé nhút nhát, luôn khép kín với bạn bè xung quanh. Dịp hè này, em được bố mẹ động viên tham gia vào lớp học bóng rổ tại địa phương. Em thấy mùa hè mà tham gia các buổi tập như này thì giúp mình rèn luyện sức khỏe và cho thấy tinh thần sảng khoái hơn và cũng bớt tiếp xúc nhiều với mạng xã hội để bớt cận thị ạ. Còn với những vị phụ huynh, họ cũng rất mong muốn và ủng hộ con em mình tham gia tập luyện thể dục thể thao. Mình muốn nâng cao sức khỏe cho con và cũng muốn cho bé thêm năng động và cho bé ra có thể là hòa nhập với các bạn để giúp bé vui vẻ. Cho tham gia là nâng cao thể chất của trong mùa hè rất bổ ích, chứ không ở nhà chơi điện tử nhiều không tốt. Tuy nhiên, mùa hè cũng là thời gian nắng nóng cao điểm trong năm. Việc vận động cường độ cao trong điều kiện thời tiết như vậy cũng có những điểm cần lưu ý. Bổ sung nước, tránh tập luyện vào những thời điểm nắng nóng gay gắt để bảo vệ sức khỏe là điều cần được đảm bảo. Tập luyện thể thao đúng cách sẽ giúp các bạn trẻ nâng cao được sức khỏe thể chất, tăng cường sức bền, có được tâm lý cũng như tinh thần tốt để bước vào một năm học mới trước mắt. Với mỗi lứa tuổi, mỗi cá nhân thì sẽ có những môn thể thao và cường độ tập luyện phù hợp khác nhau. Vì vậy, việc tham gia vào các câu lạc bộ, đội nhóm tập thể cũng là lựa chọn hợp lý để đảm bảo rằng chúng ta đang tập luyện đúng cách. Hãy bắt đầu tập luyện ngay lúc này với môn thể thao và cường độ hợp lý để nâng cao sức khỏe của mình các bạn nhé. Vâng, thưa quý vị, tạo dựng nghề và công việc cho người khuyết tật thì luôn được cộng đồng và xã hội quan tâm. Tại làng lụa Vạn Phúc thì không chỉ có lụa đẹp, phong cảnh hữu tình mà Vạn Phúc còn như níu chân du khách bởi một địa chỉ mà ở đó có cả tài năng, sự khéo léo, cần cù và chăm chỉ của những con người đáng trân quý. Tại hợp tác xã Vụn Át nơi đây, những người khuyết tật đã ghép những mảnh lụa thừa, lụa vụn thành những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo và sáng tạo. Nhìn những bức tranh độc đáo này, không ai nghĩ là nó được ghép từ những mảnh lụa vụn, tưởng chừng như đã phải bỏ đi. Lại càng không ai nghĩ rằng nó được hình thành bởi sự sáng tạo và cần cù của những người khuyết tật. Với tấm lòng nhân ái và sự quyết tâm của những người tâm huyết, hợp tác xã Vụn Át đã được thành lập với mong muốn đem lại việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống tinh thần cho những người khuyết tật tại địa phương. Cơ sở Vụn Át được hình thành ý tưởng từ năm 2017, từ cái gợi ý của một họa sĩ là anh Nguyễn Văn Trường, anh ấy là phó bí thư thường trực quận ủy Hà Đông. Thì anh cũng mong muốn rằng người khuyết tật của Hà Đông có một cái sinh kế nào đó nó bền vững hơn.
Thì xuất phát từ ý tưởng đó thì dự án ra đời. Lúc đầu thì có 2 người thôi. Rồi sau đó thì bên mình lại đào tạo nghề tiếp cùng với anh Trường đó. Anh Trường thì đào tạo nghề tiếp và đến nay thì vụ đang có 27 lao động. Thì trong đó có 22 người khuyết tật và có 5 người là người bình thường. Ở đây thì có các dạng tật như là nhiều nhất là tự kỷ, các bạn bị điếc, vận động, rồi các bạn bị trầm cảm. Những người khuyết tật đến với Vụn Át đều được hướng dẫn, được học nghề một cách phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình làm việc sau này. Và có một thực tế, khi được phân công một cách chuyên môn hóa từng khâu trong quy trình làm ra một bức tranh, những người khuyết tật đã làm rất tốt công việc của mình. Điều này có được cũng là nhờ sự quan tâm của những người sáng lập, sự quyết tâm của Giám đốc Cường cùng các cộng sự, các họa sĩ đã làm việc với Vụn Át và sự ủng hộ tích cực từ chính quyền địa phương. Với cá nhân anh Cường thì chúng tôi đánh giá rằng anh là một con người rất là tâm huyết, rất là sâu sắc. Và anh cũng ngoài cái việc mà bản thân anh ra bị khuyết tật thì anh cũng rất là cố gắng trong cái việc mà đẩy mạnh cái việc phát huy cho những người bị yếu thế như anh để có một cái công việc ổn định cũng như là có thêm những cái thu nhập trong cuộc sống. Thì chúng tôi đánh giá là anh là một con người rất là tâm huyết và nhân văn. Chúng tôi cũng thường xuyên là cũng trao đổi cũng như là phối hợp với của cá nhân anh Cường cũng như là hợp tác xã Vụn để có thể trong cái quá trình triển khai hoạt động tại địa phương có gì vướng mắc thì anh Cường cũng kịp thời trao đổi để địa phương có những cái biện pháp cũng như là các cái nội dung kịp thời hỗ trợ. Không chỉ thành công với tranh ghép từ lụa Vụn mà Vụn Át đã phát triển thêm rất nhiều sản phẩm khác như gối vải, áo phông, túi vải thô ghép lụa hay bộ kit ghép tranh từ lụa Vụn. Vì vậy, không chỉ hấp dẫn khách hàng trong nước mà Vụn Át đã được nhiều đoàn khách du lịch, các tổ chức quốc tế biết đến và họ đánh giá rất cao về tính sáng tạo trong sản phẩm cũng như tính nhân văn của mô hình này. Với một tập thể những người khuyết tật nhưng làm ra những sản phẩm không khuyết tật, hy vọng ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm đến các sản phẩm của Vụn Át hơn nữa để chắp cánh cho ước mơ mở rộng mô hình, mở rộng quy mô của Vụn Át sớm được thành hiện thực. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn thi trắc nghiệm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Có 4 trong số 5 bài thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được thi theo hình thức trắc nghiệm, bao gồm toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, các môn thành phần là vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, các môn thành phần là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Hiện hội đồng chấm thi các tỉnh đã tiến hành quét bài thi trắc nghiệm và chuẩn bị chấm thi để tăng cường giám sát xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai đáp án các môn thi trắc nghiệm. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án môn ngữ văn và đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận và do giám thị chấm. Theo lịch thì 8 giờ ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Từ ngày hôm nay, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức cho cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh vào các lớp mẫu giáo 5 tuổi năm học 2023-2024. Để phục vụ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh, từ 0 giờ ngày 4 tháng 7, cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://tfdaucap.hanoi.gov.vn chính thức mở. Phụ huynh đăng nhập vào địa chỉ này và làm theo các bước theo hướng dẫn. Thông tin từ các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã cho biết, tại các trường mầm non đều bố trí phòng máy tính và giáo viên trực để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến kéo dài đến 24 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2024. Theo thời gian này, cổng thông tin tuyển sinh sẽ tự động đóng lại. Cha mẹ học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh cho con trong khoảng thời gian này có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh. Thời gian từ 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Quý vị thân mến, nếu như Hà Nội thì nổi tiếng với món cà phê trứng, thành phố Hồ Chí Minh thì có cà phê sữa đá. Cà phê muối thì lại được xem như là thức uống đặc sản của xứ Huế. Thức uống lạ mà quen này thì lại nhanh chóng trở thành hot trend, thu hút giới trẻ tại nhiều nơi, trong đó có cả Hà Nội. Cà phê muối được cho là khởi phát tại xứ Huế do một cặp vợ chồng người địa phương sáng tạo vào năm 2010. Thế nhưng thời gian gần đây, món đồ uống thơm ngon lạ miệng này mới thực sự tạo nên cơn sốt. Đúng như tên gọi, cà phê muối là sự kết hợp từ một chút mặn mặn của muối, một chút béo ngọt của kem kết hợp với vị đắng cà phê. Cộng hưởng đủ các dư vị mặn, ngọt, béo đã giúp trung hòa vị đắng nguyên bản của cà phê, tiết chế vị ngọt của sữa, khơi gợi một hương vị mới lạ, đặc sắc. Hơn hết,
Cách biến tấu này sẽ khiến kích thích mọi giác quan của thực khách, lôi cuốn ngay trong lần đầu trải nghiệm. Không chỉ xuất hiện tại các hàng quán vỉa hè, để bắt kịp độ viral, các quán cà phê truyền thống lâu đời cũng đã bổ sung thêm món cà phê muối và menu để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Cùng với cà phê muối thì thời gian gần đây lại có nhiều bạn rủ nhau đi thưởng thức, trải nghiệm một loại cà phê khá đặc biệt được gọi là cà phê đặc sản. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn trẻ ở Hà Nội trải nghiệm và tìm hiểu về thức uống này. Đã xuất hiện trên thế giới gần 50 năm, nhưng trong những năm trở lại đây, dòng cà phê đặc sản cao cấp mới trở nên phổ biến trên thị trường Việt Nam. Để tạo ra những hạt cà phê đặc sản này thì ngay từ quy trình những bước trồng và thu hoạch cũng phải rất nghiêm ngặt. Nên cái cà phê đặc sản thì thường thường sẽ được kiểm soát rất là chặt chẽ, từ khâu giống cho tới chất đất, cho tới quá trình chăm sóc và đặc biệt là quá trình chế biến. Quá trình chế biến là quá trình rất là quan trọng để khẳng định được cái hương vị và chất lượng sau này của hạt cà phê. Để mà làm ra được cà phê đặc sản thì nó rất là khó, nó khó rất là nhiều so với cà phê thương mại. Thực ra thì nếu mà nói về trải nghiệm cà phê đặc sản ấy, thì mình đã bắt đầu trải nghiệm từ cách đây là khá là lâu, khoảng tầm 5 đến 6 năm trước. Là khi mà mình bắt đầu làm cà phê, thời điểm đấy thì mình sẽ đang làm ở mảng cà phê thương mại thôi. Thì đấy, thời điểm đó mình đã có được trải nghiệm một vài mẫu cà phê đặc sản đến từ một vài cửa hàng ở Hà Nội. Và đó là mình bắt đầu cảm thấy thích thú cái hương vị này. Sâu hơn là cà phê đặc sản nữa, nó không hẳn là một món, nó là một chuỗi những công việc của một cái chuỗi cung cà phê. Và nó tạo ra một cái mẻ cà phê cuối cùng chất lượng. Và cả cái chuỗi đấy nó sẽ chịu trách nhiệm với việc là đây có phải cà phê đặc sản hay không. Nên là mình sai lầm ban đầu của mình cũng nghĩ là cà phê chất lượng cao thì là cà phê đặc sản. Nên là đơn giản là cà phê đặc sản đó là cà phê mà nơi mà tất cả những người trong một chuỗi cung cà phê tham gia vào. Và họ tạo nên một cái mẻ cà phê đạt tiêu chuẩn. Bước vào đây thì là cái hương thơm cà phê là rất là đặc biệt. Mình thấy là hương vị thì rất là đặc biệt, thơm. Và cũng đã từng trải nghiệm qua những cái loại cà phê trước đấy. Bởi vì là mình là người gốc Đà Nẵng, thì là mình cũng đã là sử dụng cà phê nhiều rồi. Mình là dân văn phòng ấy, mình làm bên trên kia thì mình bước vào đây thì mình thấy cái hương vị cà phê nên là mình cùng với đồng nghiệp đến đây trải nghiệm. Mình cũng hay dùng các loại cà phê pha sẵn và đôi khi cũng gọi một số quán cà phê ngoài. Nhưng mà mình thấy thì hương vị ở các nơi thì nó cũng không được như thế này. Đây nó có cái vị cảm giác như là nó thanh thanh, tự nhiên. Ý nghĩa này, trong buổi này thì để là giới thiệu cà phê của Việt Nam đối với người tiêu dùng. Tại vì trước đây thì chúng ta cũng đã nghe về chất lượng cà phê rồi. Nhưng mà để mà người tiêu dùng phân biệt được như thế nào là cà phê ngon thì chưa có nhiều. Thì qua những cái buổi trải nghiệm này, và đặc biệt là với người tiêu dùng tại thủ đô là những người tiêu dùng khó tính, thì chúng tôi mong muốn rằng là cái chất lượng cà phê ngon, cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản sẽ được đến với người tiêu dùng tại thủ đô, người tiêu dùng Việt Nam nhiều hơn. Chứ trước đây thì chúng ta vẫn còn có một số cái người tiêu dùng tuy là người Việt Nam nhưng mà lại sử dụng cà nước ngoài để uống. Thì qua những buổi này thì chúng tôi khẳng định được là người nông dân Việt Nam đã có thể làm ra cà phê rất ngon và hãy sử dụng cà phê Việt Nam. Ngày 3 tháng 7 tại chùa Bái Đính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam. Với nguồn tài nguyên văn hóa thiên nhiên đồ sộ phong phú, đến nay Việt Nam đã được UNESCO ghi danh 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể, 9 di sản tư liệu, 3 công viên địa chất toàn cầu và 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Các di sản văn hóa sau khi được UNESCO công nhận, ghi danh đã trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo nên thương hiệu cho các địa phương có di sản hội nghị, thể hiện sự đồng hành một cách tích cực nhất về trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên được UNESCO ghi danh. Hội nghị tập trung thảo luận 3 phiên chuyên đề trọng tâm, gồm thực tiễn về phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững, giải pháp huy động nguồn lực trong bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững. Sau các phiên chuyên đề, các đại biểu sẽ tham quan thực địa tại các địa phương và tại khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An và trao đổi với cộng đồng cư dân địa phương. Ngay sau khi Quốc hội thông qua chính sách visa mới cho khách du lịch, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng hành động.
Một mặt thì thông tin đến đối tác, mặt khác thì chuẩn bị tung ra thị trường nhiều chiến lược làm mới để giữ chân du khách. Một trong những sản phẩm được nhiều doanh nghiệp lữ hành nhắc đến có thể triển khai ngay khi chính sách visa mới có hiệu lực là du lịch liên tuyến, liên quốc gia xuyên ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia hay liên tuyến Việt Nam, Campuchia. Nếu trước đây thời gian tạm trú cho khách được miễn visa là quá ít, đặc biệt với phân khúc khách Tây Âu có thói quen du lịch dài ngày nghỉ dưỡng, nay họ có thể ở Việt Nam tới 90 ngày. Giờ nếu như mà cái hạn visa được nới dài ra thì các nhà làm du lịch sẽ có nhiều cái dư địa hơn để thiết kế những cái tour mới. Ví dụ như họ vào Việt Nam ở trong một giai đoạn nhất định, sau đó có thể là làm một cái liên tuyến những cái nước xung quanh đây và họ đi ra, mình có thể làm những cái combo, họ ra và họ quay về và ở tiếp ở Việt Nam nữa. Thì như thế thì du khách sẽ ở Việt Nam được lâu hơn. Việc nâng thời hạn visa điện tử có thể xem là cú hích lớn cho du lịch Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để du lịch đẩy mạnh công tác quảng bá tại các thị trường khách quốc tế, các thị trường trọng điểm và tiềm năng, đặc biệt là những thị trường xa có đường bay dài hay phân khúc khách nghỉ dưỡng, khách tàu biển cần thời gian lưu trú dài. Sự tháo gỡ về cơ chế chính sách visa ấy, nó có thể giúp cho ngành du lịch và cùng với nó là ngành hàng không ấy, có thể sớm vượt qua được những khó khăn hiện nay về mặt tài chính, giúp cho thị trường du lịch có thể tăng trưởng mạnh hơn, và thị trường du lịch tăng trưởng thì nó kéo theo rất là nhiều cái lĩnh vực khác cũng tăng trưởng theo, mua sắm chẳng hạn. Điều quan trọng lúc này là cần tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới trên sông biển và liên kết các vùng với nhau. Công tác quản lý điểm đến cũng cần được nâng cao để giúp du lịch phát triển bền vững, phù hợp với xu thế hiện đại, phải xóa bỏ nỗi sợ của du khách về rác, nhà vệ sinh bẩn, thái độ phục vụ, nạn treo kéo, chặt chém. Có mở nữa thì câu chuyện nó cũng chỉ hỗ trợ một phần thôi, chứ nó không phải là cái chính. Tại vì cái quan tâm chính của khách du lịch là trải nghiệm, là sản phẩm du lịch, chứ không phải là ông thuận lợi. Thuận lợi là rất tốt, là yếu tố bắt đầu, nhưng nó không phải là tất cả. Việc nâng thời hạn thị thực được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện và cơ hội tốt, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp lữ hành. Qua đó góp phần quan trọng tăng tốc phát triển kinh tế du lịch và thúc đẩy mục tiêu đưa du lịch Việt Nam sớm trở thành trung tâm du lịch khu vực và quốc tế.